Em còn hai cái thổi lá lớn nè mọi người, thổi lá ba lô, hai cái này là con mắt su. Con này thì cái nắp này còn nha mọi người, nắp này nó ở trong cái thùng, nắp này trong cái thùng này, cái nắp của con này còn ống đây. Con này là mồi xanh vô nó nổ, con này con mã su 4.3 sao, con này mồi xanh nổ rất là mạnh nha. Con này thì nó bị mất chụp giật. Dây bu ri nó vẫn còn đây nha, cái dây lửa nó vẫn còn đây nha, nó mất cái chập bu ri, với lại mất cái bu ri chế còn này. Con này thì về con này hai con mã y chang nhau nha. Cái con này thì em để cho 2 triệu này. Còn cái cục này thì mua con này thì nếu mà mua con này ấy, thì em bán cái cục này 500 ngàn đi theo. Đi theo để có gì mình thay thế cho nó dễ, tại vì hai con nó cùng mã, bán nguyên cặp cho nó nhanh nha mọi người, cho nó dễ dễ làm. Cặp này thì mua thì cô chú anh chị thêm thêm 50.000 để bao ship cho, thêm 50.000 để bao ship cái cặp này luôn cho. Cái con này 2 triệu, con này 500.000. Đó. Bán nguyên cặp ha, 2 triệu rưỡi. Thêm 50.000 để bao ship cho. Còn bãi nha, chưa có dọn.